Chào các bạn, đây là dòng máy K22 Pro A5. Dòng máy này nó có hai màu nha các bạn. Một cái màu là chủ đạo, màu cam là màu kem. Và một dòng máy chủ đạo là màu Tiger. Thì các bạn thích uống Tiger lấy màu này là hợp luôn. Thì ở đây vẫn là những cái chức năng cũ, là bao gồm chỉnh cánh én ha. Chỉnh cánh én, chỉnh mặt bằng, gục lên gục xuống, gục qua gục lại, rồi chỉnh độ, vân vân. Và thiết kế siết thì nó chắc chắn hơn kẹp rồi đó. Và các bạn thấy mình có hỗ trợ thêm cho các bạn thích là dùng thắng chân. Các bạn thấy không ạ? Là vừa thắng tay vừa thắng chân nha các bạn. Và đèn LED thì các bạn lưu ý là luôn luôn là phải vừa phải, không sáng quá. Nếu mà sáng quá là chói mắt, đèn LED ở bên dưới để soi kèm à, các bạn ha. Điện 220 và 110V. Rồi, ở đây á, mình nhắc lại các bạn là các bạn khi mà các bạn mài á, thì bây giờ các bạn đừng có tự đánh giá bản thân mình nữa. Mài là khách hàng đánh giá. Nếu mà 10 người á, mà có 5 người đánh giá các bạn mà không ngon hay là gì đó là các bạn có vấn đề về nghề rồi. Chức năng định vị này bên mình chế tạo lại. Thì khi mà các bạn gục qua các bạn cài, cái là các bạn đẩy hết được luôn ha. Rồi gục qua đây cũng vậy các bạn. Các bạn thấy không ạ? Đây là chức năng mới nha, nó giúp cho rất là nhiều người mới mài ok. Thì bên mình đã test thử nghiệm mấy tháng rồi và bắt đầu ra mắt từ đầu tháng 8. Nghề á, mà học hỏng bài bản á, ra làm thì người ta cười á, đó, mắc cỡ lại khách hàng. Còn học bài bản thì chả có gì phải lo hết các bạn. Đây đá mặt bằng thì đá mặt bằng 600. Khi mình học bài bản thì mình mài được khoảng 50.000 cái kìm khách nha các bạn, trở lên. Đó. Còn nếu mà các bạn mà không học bài bản thì các bạn mài thì ít hơn à, tại vì nó sẽ hao đá hơn hoặc là không biết tận dụng cục đá như thế nào. Cái lông đền vẫn là lông đền muôn thỏ ha. Các bạn thấy không? Lông đền này rất là dễ chỉnh đá à, bỏ vô motor nào chỉnh cũng được. Hai nhám, một nhám phá, một nhám bóng. Ok, bên đây mình bổ sung thêm một cục nhám cho các bạn luôn à, để các bạn tiện tay các bạn làm cái mặt, cái thuyền. Ok nha các bạn. Okay, các bạn nhớ là chỉnh che bụi bớt. Bởi vì bụi nó cuốn lên. Đa số bụi nó cuốn theo đá, các bạn về các bạn chỉnh sát vô. Và một phần bụi thì nó hút vô trong đây. Còn mặt sắt nặng thì nó rớt xuống nha. Rớt xuống là mình lấy chổi mình phủi được rồi. Mỗi tuần các bạn chỉ nên là xịt dầu vô trong cái rãnh trượt thôi các bạn. Còn cái này nó che bụi rồi, các bạn không có thổi nha. Các bạn mà thổi bụi lên á, thì hạt bụi nó ra bay vô đây thì nó lại mâu rơ cái thanh ra trượt. Mâu rơ cái thanh trượt. Để set up một bộ máy như này thì cần rất là nhiều thời gian. Rất là nhiều bạn kỹ thuật của bên mình phải mài test hàng loạt mình mới ra thị trường. Mài rất là nhiều. Trung bình một sản phẩm ở ra thị trường thì thợ của mình á, phải mài khoảng 10.000 cây. Thì lúc đó mình mới cho ra thị trường. Và vẫn là bí kíp duy nhất độc quyền của WePN. Đừng có nghe ai hết. Các bạn hãy tới mài thử ở kỹ thuật của mình. Khi mà các bạn muốn học mài kèm ở chỗ nào đó, các bạn tới mài thử. Mình không có nói là cái tính chuyên nghiệp như thế nào. Trước khi học á, thì các bạn nên đến mài thử. Và nếu mà kỹ thuật của mình làm độ bén như thế thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học y chang như vậy, ra độ bén y như vậy. Các bạn cứ yên tâm. Chứ không có học để biết rồi về nhà. Trong một cái nghề mà nghề tỉ mỉ thì các bạn lưu ý là phải học thật kỹ nha các bạn. Chào các bạn.